Đây là nếp và đậu xanh. Hôm bữa mình gói bánh chưng bánh tét dư á mọi người. Mình lấy mình nấu xôi luôn. Xôi này thì có vừa một ít đậu xanh vừa có nếp. Kệ ăn thêm đậu xanh vậy cho nó có nhiều chất đạm á mọi người. Đậu xanh rất là tốt cho sức khỏe mà. À mà mình đang nghĩ không biết là mình nên nấu xôi xéo hay là nên nấu xôi mặn bình thường thôi. Tại vì xôi xéo á, thì mình phải ngâm thêm một ít đậu xanh nữa để làm cái đậu xanh cắt lên trên mặt xôi á. Còn xôi bình thường thì mình chỉ để vậy thôi rồi mình bỏ lạp xưởng nè, trà bông nè, chả lụa sẵn mấy cái đó mình đang có sẵn luôn nè. À hôm bữa mình đi mua giò chả Đức Hương á thì mình thấy có trà bông nữa nên mình mua một hộp trà bông luôn. Đây nè mọi người, hộp trà bông này 15 đô mà họ làm giống cái vị Bắc á, hôm đó mình ăn ở nhà lắm. Nó mặn chứ nó không có bị ngọt quá giống như là mấy cái trà bông kiểu tàu. Còn trong cái hộp này là lạp xưởng nè mọi người. Lạp xưởng này là có cả trứng muối ở trong luôn. Ngon không? Hôm bữa mình mua là nó trong bịch đàng hoàng nhưng mà mình thấy cái bịch nó hơi dơ dơ nên là mình cắt mình bỏ vô trong hộp cho nó sạch. Rồi mình có cả chả lụa nè, rồi có mỡ hành rồi vậy là quá đầy đủ luôn. Chắc là mình cứ làm hai kiểu luôn, mình vừa ngâm thêm đậu xanh nữa để mình cắt lên trên mặt. Tại mình thích ăn xôi mà có đậu xanh ở trên lắm mọi người. Giờ tụi mình làm nha. Mình sẽ luộc thêm ít trứng nữa, không có trứng cút nên là mình dùng trứng gà. Em Coco em thích ăn trứng lắm, sẵn luộc cho em ăn luôn. Hai cái nồi, một bên luộc trứng, một bên là mình đổ xôi. Mình quyết định là rửa rồi mình ngâm một ít đậu xanh luôn. Cái này mình ngâm bằng nước nóng á, cho nó mau mềm. Đây là cái loại đậu xanh mình mua ở Costco nè mọi người, nó nhiều dễ sợ luôn á. Bịch này bao nhiêu? 3 kg, 3 kg mấy, trời ơi. Mà nó organic luôn á mọi người, nó không có bị cái màu mà nhuộm vàng khè á. Nên là mình mua một bịch vừa gói bánh chưng bánh tét mà vừa nấu xôi nấu chè ăn luôn. Mình thấy cái đậu xanh này làm được nhiều việc nên là mua cái gói bự mình cũng không sợ. Tại mình nấu chè đậu xanh bột bán hoặc là mình nấu chè đậu xanh đánh á, ăn cũng ngon. Đậu xanh này là của Ấn Độ mọi người. Đây. Nếu mà mọi người thích ăn đậu xanh á thì khi nào thử cái loại này Costco nha. Cái xôi của mình nó trong trong rồi này, không biết chín chưa. Mở nắp ra sợ nó mất hơi á. Mình hấp này là mình bỏ cái rổ vô trong cái nồi xong mình đậy nắp lên thôi. Tại vì mình không có cái rá nào mà nó bự á nên là mình nghĩ ra cái này thấy cũng hay ghê á. Đó, đây là cái rổ này mọi người. Phần trứng thì đang luộc bên này. Đây là nho kẹo bông gòn mình mua ở Trader Joe's hôm qua. Bây giờ mình lấy ra rửa hết luôn, bỏ tủ lạnh cho nó lâu hư á mọi người, chứ bỏ nó trong cái hộp nhựa mình sợ nó hư quá. Đây mình ngâm nước cho sạch nè, tránh nào mà nó gần hư rồi thì mình lựa ra mình vứt. Mọi người biết sao không, từ ngày cho Donut ăn nho mẫu đơn ở Smart á, xong cái bà hết chê mấy cái nho này luôn. Mình lựa mấy cái trái mà nó bị dập dập úng úng ra, kẹo nó móc lên là nó móc nguyên cả cành luôn. Đây, mình lấy nó ra khỏi cái cành luôn, xong rồi mình rửa cho nó thật sạch, rồi mình bỏ tủ lạnh. Khi nào mà các con muốn ăn á, là lấy ra ăn thôi. Rửa xong rồi, trông ngon không? Cái nho cotton candy này thì cái vị nó cũng khác mấy cái nho thường mọi người, như là ăn kẹo vậy ha. Giờ mình để cho nó ráo rồi mình cất vô lại tủ lạnh. Xôi của mình chín rồi đây, nhưng mà chắc là để cho nó mềm dẻo hơn thì mình sẽ xới lên một lần xong rồi đậy nắp thêm 15 phút nữa. Xới cái đáy lên á để nó không có bị nhão. Đậu xanh cũng mềm theo luôn, tại vì đậu xanh này đã được ngâm hết rồi. Chủ yếu là mình xới cái phần dưới đáy mà tiếp xúc với cái cần nước á. Xới xong rồi mình sẽ đậy nắp lại nha. Đậy chặt chưa? Thank you.
trắng luộc xong thì mình rửa lại, sau đó thì mình mới bỏ vô trong hộp. Bây giờ mình chiên lạc xưởng với nước nha. Chiên bằng dầu thì nó dầu mỡ lắm mọi người, mà ở trong lạp xưởng á thì nó có sẵn nhiều mấy cái mỡ rồi, mình chiên với nước cho nó ra mỡ là tí nữa nó sẽ ngon. Một hộp này á là mình đang có 2, 4, 5 chắc có cỡ 7 cây á, mình chiên 3 cây thôi tại vì chiên nhiều quá ăn không hết sợ nó dở mọi người. Để dành lạp xưởng này làm bánh bao rồi ăn. Mình cho thêm một cái nữa vô nha. Ba cây thôi. Có một cây á, như là bị cắt dở đây anh nè. Nên chắc là mình chiên luôn cái khúc dở dang này quá. Vậy là có 7 cây thôi. Đây nè, tự nhiên đông lòi ra cái này. Chắc người ta cân ký á, thiếu ký ta phải bỏ vô thêm nha. Rồi, bây giờ mình còn 4 cái lạc xưởng. Có hai cái này nó dính với nhau nè. Trong lúc chiên lạc xưởng này thì chắc mình sẽ đi cắt hành lá để mình làm mỡ hành. Mình mới cắt hành xong, bây giờ mình sẽ bỏ vô một cái tô để làm mỡ hành. Hành lá này thì mình cắt nhỏ ra, sau đó thì mình cho vào một cái chén. Mình hay làm mỡ hành bằng lò vi sóng á, nên mình dùng cái chén nào mà dùng được cho lò vi sóng như thế này. Mình để dành một ít vô ngăn đá, khi nào cần thì có. Này cũng nhiều nè. Rồi, còn một nữa thì mình sẽ làm mỡ hành. Cái hộp này bỏ ngăn đá thì mình đậy lại luôn. Mỡ hành thì mình sẽ bỏ một ít muối vô. Bình thường mình dùng hạt nêm nhưng mà dạo này mình ít ăn cái hạt nêm đó rồi, nên mình dùng muối nè. Sau đó thì mình sẽ cho dầu ăn đó. Không cần phải cho đầy dầu ăn đâu mọi người, tại vì khi mà hành nó chín á nó sẽ xẹp xuống, mình chỉ cần cho vừa đủ rồi mình trộn đều lên. Bây giờ thì mình sẽ cho cái chén này vô lò vi sóng 30 giây. Sau 30 giây thì mình có một chén mỡ hành thơm phức luôn. Thấy nó ra nhiều dầu không nè mọi người. Đó. Rồi bây giờ quay qua đây. Đây là mấy cây lạp xưởng. Mình chở đây. Bây giờ mình không có để ý tới nó nên mình không có dám bật lửa cao. Bây giờ mình sẽ bật lửa cao cao lên xíu cho nó màu chín. Giờ tới cắt chả. Đây là chả lụa mình mua ở giò chả Đất Hương nè mọi người. Ở tiệm ở dưới Bè Lè á. Cắt giống như là mấy cô chú bán sô mặn hay cắt á. Sợ này có vẻ dày hơn, tại vì cái lát mình cắt ra từ cây chả nó đã dài sẵn rồi. Xong rồi bây giờ mình cắt ra thành từng sợi nó cũng dài luôn. Nhưng mà không sao, nhà làm. Cắt nhiều đây chả trước đây còn thiếu thì mình sẽ cắt thêm. Còn nhiều lắm, mình mua nguyên một cái đòn chả lụa lớn luôn á. Giờ mình bỏ vô một cái hộp nha. Hộp này là gồm những loại topping cho món xôi. Còn đây là lạp xưởng mình đã chiên xong. Mọi người thấy ngon không? Hấp dẫn quá à. Giờ mình cắt luôn nha. Biết nó còn nóng có dễ cắt không nữa. Để cắt cái cây baby này trước đi. Cây này có chút chiếu à. Cây em bé tí ri này mà cũng có trứng muối trong nè mọi người. Hả? Cái vàng vàng là trứng muối á. Giờ mình cắt tiếp nha. Cái lạp xưởng này á, nó có trứng muối ngon ghê á mọi người. Mình mới ăn thử nè. Trứng mình cũng cắt ra như thế này để dễ ăn.
Hôm nay là đầu tháng 2, mình lại đi Costco quay cho mọi người coi nè. Hôm nay cũng thấy có mấy cái snack mới á mọi người. Tháng trước thì cái bánh gạo này sale, bây giờ hết sale rồi, trở về 8.49 đồng. Mà hình như có đua 49 là sao ta? Là nó không có bán dài hạn hả? Bên này vẫn còn bánh cookie hạnh nhân nè, rồi vẫn còn mấy cái snack khoai tây. Snack khoai tây này hơi mắc nên chắc người ta mua ít, 12 hũ mà 16.99 đồng. Đầu hình như nó ở trong cái gói cơ, không phải cái hũ nữa. Còn bên đây là trà là. Trà là này nhìn á, mình cứ tưởng tượng tới cái kẹo chuối mà nó có cái hạt hạt ở trong á mọi người. Snack da cá nè. Bên đây có cái món này mới nè, hoặc là hôm bữa mình quay sót mình không thấy. Đây là hạt dẻ, hạt dẻ rang, mẹ mua về ăn thử. Organic luôn nè. Một cái hộp này thì có 6 gói. Tính ra có 1 đồng gói à. Đây, mình mua thử cái chiếc trà sữa này nữa. Trà sữa này là của Taiwan, nó đang sale, giá gốc là 19.99, sao còn có 9.99 à. Ở trong này thì nó có vị trà sữa, rồi cream brulee, rồi taro, với lại có passion fruit này, đó nó thích nè. Để mua thử thử tí, đó nó đi học về làm cho nó ăn. À, đây có cái bánh này nè. Cái bánh này ngon nè mọi người mà rẻ nữa. Trong đó là có 3 hộp mà chỉ có 13.99 đồng thôi. Phải mua. Bánh dứa nè. Hết rồi. Để coi còn gì nữa không. Xe đẩy của mình có nhiều đây rồi, toàn là đồ ăn vặt. Ở giữa đây là mấy món bán Tết này, cũng vẫn còn nhiều quá trời. Ồ, hôm nay ta đang cho ăn thử con đó. Bột trà xanh ở Costco á cũng ngon đó, hôm bữa mình có mua một bịch bự vậy luôn, về làm matcha latte uống. Bên đây bán mấy cái đồ cho Valentine's Day nè, mua chocolate cho người yêu. Cái này là giống như là cái cùi kem á, có nhiều người thích ăn cái cùi kem. Bên đây đang cho thử uống cái gì ta. À, cà phê với sữa ốc miêu, sữa yến mạch á. Mình đang ở hàng trái cây. Bữa nay ở đây có cả mít sấy mọi người. Mà nó không phải kiểu mà sấy giòn tan đâu, nó sấy kiểu dẻo dẻo á. Chắc là mấy người mà thích ăn dẻo dẻo á thích món này lắm nè. Một gói 11.99, quá trời luôn. Gói nặng chịch luôn á, để coi mấy ký, nửa ký. Hơn nửa ký. Rồi là mày biết nó dẻo dẻo mọi người, chứ nó không phải là kiểu giòn tan như là cái loại mít sấy ở Việt Nam. Còn bên này là hồng sấy nè mọi người, hồng sấy dẻo luôn. Này của Turkey. Thấy cũng ngon ha. Hôm nay thấy món nào cũng ngon hết trơn á. Bên này đang mùa cua hay sao mà thấy cua rẻ hơn bình thường luôn á. Hai con mà có 20 mấy đồng mà. Mua 2 con ăn chơi. Ủa cái này lũng à. Cô này thì mắc hơn xíu. Chèm chép nè. Này mới á mọi người. Hôm nay mới thấy luôn. Bên trong con cũng bự. Này của Canada có 9 đồng, 10 đồng một hộp à. Đây, bên này quá trời luôn. Bánh macaron hình trái tim, mua không thôi là dân tình mua hết. Hai
hay ghê. Sao cái này nó sale đúng lúc nhà mình đang bệnh. Cái này là nước ép nghệ với lại probiotic á mọi người. Mua. Hồi nãy người ta cho uống thử cái cà phê này thấy cũng ngon nè mọi người. Có collagen ở trong mà nó không có đường luôn, không có add đường trong. Nó làm từ vị ngọt của cái trà là nè. Thấy cái salon bao này người ta mua cũng nhiều quá nè mọi người. 13 đồng 79. Vị gà. Điểm sắm. Hoa cúc vàng cho Tết nè. Và đây là kho những món mình mua ở Costco hôm nay. Cũng không có gì nhiều hết, tại vì nhà còn đồ ăn. Mình mua hai con cua nè, mua chem chép nè để tí làm ăn chung với cua cho nó xôm tủ. Rồi còn đây là chị tự nhiên quên ta. À, còn đây là hạt dẻ. Hạt dẻ rang, mình cũng muốn thử cái này liền luôn. Lúc nãy mình leo lên xe xong cái mình khui cái gói khoai lang dẻo này ra mình ăn thử liền luôn nè. Ăn hết trơn rồi, nó cũng ngon đó mọi người. Mỗi thanh thì nó dài cỡ dài hơn ngón tay một xíu, mà nó cũng dẻo dai giống y chang cái loại bán ở Đà Lạt á. Này thì thành phần của nó chỉ có một nguyên liệu chính, nó là khoai lang thôi, và nó organic luôn. Rồi bên cạnh đó thì mình có bánh macaron hình trái tim. Năm nào đó mình cũng mua thử một hộp giống vậy, mình ăn thấy ngon nên là mình tranh thủ mua. Chứ không cái Costco ở chỗ này nè, người ta hết hàng nhanh lắm mọi người. Tới gần Valentine's Day là ra ngoài đó không còn một hộp nào nữa luôn. Nó cũng không có mắc lắm á, mình thấy làm quà tặng cũng thiết thực. Còn đây là trà boba đang sale ở ngoài đó. Tí nữa pha thử luôn. Dâu tây này thì không phải là dâu tây organic mà mình thấy nó bự vậy nè, mua làm tan hulu thử. Rồi còn đây là mấy cái nước nghệ uống mỗi khi đau bụng, mình thấy cũng hiệu quả lắm á mọi người. Chuối nè, chuối ở Costco rẻ mà mình thấy bữa nay chuối vàng cũng ngon nè. Mấy đợt trước lạnh á, chuối nó xanh lè, mua về nhà mà nó vẫn xanh hoài không thấy vàng luôn á. Bánh mật ong, bánh bông lan mật ong này cũng ngon. Cô tới rồi ăn chuối nè. rồi ăn chuối nha. Rồi sau đây có hai thùng nước dừa. Ok. Ok. Bình thường đi chợ về là ghé mua trà sữa uống, nhưng mà hôm nay ở trong xe có trà sữa rồi nên là về nhà mới làm uống nè mọi người. Đây là ở bên trong, và bên trong sượt xếp rất là ngay ngắn, có đầy đủ ong hút nè, chân trâu nè. Các cái taro thì nó có màu tím, còn mấy cái trà là trái cây thì trà trái cây nè. Qua cái boba cho cái trà trái cây là nó màu hồng. Đây là hai gói trà passion fruit tea. Mình cứ tưởng là cái màu hồng này nó sẽ là cái kiểu popping boba, nhưng mà không, nó cũng là boba dai luôn mọi người. Mấy cái này thì mình hâm lò vi sóng nó sẽ mềm ra. Mình đang đun nước sôi để mình pha trà. Nước sôi này thì chỉ cần 60ml thôi mọi người. Chân trâu thì mình cắt một cái góc nhỏ như vậy để nó nhả hơi á. Xong rồi mình sẽ hâm nóng lên trong vòng 20 giây. Lấy chân trâu ra nè. Ở trên cái bao bì nó ghi nếu mà mình quay lò vi sóng sau 20 giây mà nó chưa có mềm ra ha, thì mình cứ quay tiếp tục 5 giây thôi mọi người. Đừng quay lâu quá, nó bị cháy á. Và mình thấy quay 20 giây là nó mềm xèo luôn rồi nè. Giờ mình sẽ pha trà sữa vô cái ly này trước nha. Có cái bánh đây. Nước sôi. Tiếp theo mình sẽ có trà vô. Mình sẽ dùng thử cái gói trà Classic Milk Tea này trước. Này có sữa bột đồ sẵn ở trong hết rồi hả ta? À không, mình chỉ pha nó với nước nóng này cho nó tan mấy cái bột này. Xong rồi mình sẽ cho tiếp sữa hoặc là nước vào sau để cho nó bớt lạnh đó mọi người. Khuấy đều lên cho nó tan. Rồi mình cho boba vô nha. Rồi mình cho boba vô rồi nè. Khuấy đều lên.
Tiếp theo là tùy sở thích, ví dụ mình thích uống nhiều đá thì mình cho nhiều đá, rồi mình thích uống nó lạt thì mình cho nhiều sữa hoặc nước vô. Ly này mình đã cho đá rồi, bây giờ mình cho thêm cỡ 60ml sữa thôi. Vậy là tổng cộng mình pha một gói này tốn hết 120ml chất lỏng. Ăn thử cái chân trâu này nghe. Ngon lắm mọi người. Cái khúc bỏ thêm sữa này á, nếu mà mọi người dị ứng sữa bò thì bỏ sữa hạt chắc cũng được. Bỏ nước lọc thì chắc mình sợ nó không béo bằng. Cái ống hút đi kèm là ống hút giấy nên mình dùng luôn, tại vì giấy thì nó tiêu hủy được. Rồi mời mọi người uống trà sữa trân châu đường đen nha. Mẹ Hằng làm cho donut trà trái cây để donut đi học về uống nữa nè. Thấy cũng ngon lắm mọi người, cái trân châu màu hồng này mình cũng hâm lò vi sóng 20 giây. Rồi đó, đổ vô cái ly, nhìn dễ thương không? Hồng hồng vàng vàng. Đợi donut về uống thử nha. Ngon không chị hai? Cũng được. Cũng được. Sẵn đang thử nhiều món, mình sẽ khui luôn cái hạt dẻ này cho mọi người coi. Đây là ở bên trong thì nó ghi là cái này rang xong rồi lột vỏ rồi hết rồi, mình chỉ cần ăn thôi, không có cần phải làm gì nhiều hết á. Đây, nó rất là thơm luôn mọi người. Phải cầm như thế này, mềm mềm bùi bùi giống như ăn khoai lang á, nhưng mà cái mùi thì là mùi hạt dẻ, nó khá là ngọt quá chứ. Ngon ạ. Cái này ngon á mọi người. Mỗi lần mà mình tự mua cái hạt dẻ này về làm á, lột mệt cũng chết. Nhờ nó có sẵn cái này ăn khỏe ra á. Gói cũng nhiều nữa. Gói là 100g. Và trong đây thì có 6 gói. Đó, ta đóng gói như thế này. Ăn được. Bạn nào mà thích ăn hạt dẻ thì mua ăn thử. Cua mình hấp lại cho nóng rồi ăn nè. Hình như là mình hấp cua á, mình để nó ngửa vậy nó đỡ chảy mấy cái nước ngọt ra hơn. Đó rồi. Giờ mình sẽ làm thử chém chép. Mình mới khui ra thì biết ở trong á nó có hai bịch luôn mọi người nè. Thì hai bịch nó hút chân không như thế này. Có hai cách để mình hâm nóng, một là mình dùng lò vi sóng, hai là mình có thể bỏ nguyên cái bịch này vô nước sôi mình luộc cho nó nóng lên. Mỗi bịch như thế này tính ra có 5 đồng thôi mọi người. Giờ mình bỏ xả ớt vô á, xong rồi mình làm kiểu mà chem chép hấp thái á chắc cũng ngon. Đó. Không phải đông lạnh đâu nghe, cái này là nó chỉ để ngăn mát thôi. Thì mình nghĩ là hâm nóng lên nhanh lắm luôn á. Và nó kêu nếu mà luộc thì cũng 3 phút, mà hâm lò vi sóng thì cũng 3 phút. Để mình làm thử. Giờ mình bỏ chem chép vô cái nồi. Xong rồi mình sẽ làm bỏ xả rồi vô ăn kiểu Việt Nam coi thử coi nó ra mùi sao. Giờ thấy mùi cũng đã thơm lắm rồi nè. Mấy cái cục vàng vàng là bơ á mọi người. Này mới một gói mà quá chừng luôn mọi người. Bằng một phần mình ăn ở ngoài tiệm á. Đây là cái có nước sẵn ở trong rồi nên mình không có cho thêm nước hay gì hết. Mình chỉ cắt xả hành với ớt rồi bỏ vô thôi. Mình sẽ cho vô đây một muỗng sốt Thái nè. Cho vô cái nước cho nó mòi hòa tan. Còn đây là xả với lại hành. Cho vào luôn. Như đây là la vị châu Á rồi. Mình trộn đều lên xong mình đậy nắp lại nha. Rồi xả xuống dưới cho nó bốc mùi lên cho thơm nè. Cái sốt Thái này thơm quá mọi người. Mình mua sẵn ngoài chợ Việt Nam á. Để nắp lại 3 phút cho nó nóng nó ăn được. 3 phút rồi đây. Chắc nó nóng rồi mọi người, nó cũng chín sẵn rồi, nó há miệng hết rồi nè. Wow, bỏ xả vô thơm hẳn luôn.
mình sẽ ăn thử một con nha. Đây chấm chấm vô cái nước sốt Thái này nè cho nó đậm đà. Ngon lắm mọi người. Bỏ ớt cay cay rồi có cái sốt Thái chua chua ngọt ngọt mặn mặn á, ăn ngon lắm. Vừa có bơ vừa có sốt Thái. Bơ là có sẵn từ trong cái gói rồi, còn sốt Thái thì mình bỏ vô 2 muỗng.